Vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt hành chính cơ sở nước chấm Bình Dương đóng tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương vì đã vi phạm đến việc xả thải trực tiếp ra môi trường. Trước đó vào ngày 5 tháng 5 năm 2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh phát hiện hệ thống xử lý nước thải cơ sở nước chấm Bình Dương công suất 80 mét khối một ngày đêm trong tình trạng không hoạt động Đáng chú ý cơ sở còn có 3 bể nước thải cùng dung tích 36 mét khối được cấu tạo van xả đáy kích thước 114 mm. Khi thực nghiệm mở van thì nước thải trong bể này chảy trực tiếp ra con suối trong khu vực. Bên cạnh yêu cầu cơ sở khắc phục vi phạm đảm bảo đúng quy định thì phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt hành chính cơ sở này là 221,6 triệu đồng.